giáo xứ ở Ngọc Lâm, Thái Nguyên ở ngoài Bắc cách đây 3.000 cây số á. Thật sự hôm nay con đến làm chứng cho con rể nhà con, thật sự lòng Chúa thương xót và Cha Long, thì chúng con từ ở ngoài Bắc cũng nghe thấy rất được lâu rồi, nhưng mà vừa rồi là con rể con là bị bệnh ung thư, thì cháu cứ sưng ở họng với cả gần cổ thì nó to như một cái thùng gánh nước ý. Sưng cái cục hạch ạ. Thế thì là to bằng cái gì? Gần như cái thùng cái sách nước bé bé vừa vừa. Thế thì gia đình nhà con sợ quá, thì cứ nghĩ là đi bệnh viện thì họ cứ bảo là đi quay bị. Thế thì cho vào bệnh viện Hà Nội. Thì hôm đấy thì gia đình nhà con gặp được dì Lê ở lòng ở dòng Chúa Phan Lô. Thì dì Lê có bảo con là như này: tặng cho con nhà con tượng đóng đanh lòng Chúa thương xót, con hãy đeo vào cổ thì con sẽ tin rằng Chúa ở cùng con, Chúa sẽ đem phát lành cho con. Thế thì con thì là lúc đấy là lên bác sĩ bắt là siêu âm, thì bảo như là anh cởi cái này ra. Thế là con nhà con bảo là anh thông cảm, tôi là người công giáo, việc riêng Chúa của chúng tôi ngậm vào mồm, anh cứ thế là anh siêu âm cho tôi cũng được. Thế bác sĩ bảo được, thế thì cũng được. Thế thì gia đình nhà con thì anh con là anh Vũ đi làm Chúa thương xót và chỗ Cha Long cũng về kể rất nhiều, nhưng chưa có dịp nào con đến với Chúa và tạ ơn Chúa và cùng Cha trong lòng. Thật sự là đúng là ngày hôm nay con đi hành hương cùng với mẹ con là 80 tuổi, như dì con với chị con từ ở Thái Nguyên vào đây. Thật sự con cũng biết dòng Chúa thương xót này quá là tuyệt vời, mà càng nhìn càng chảy nước mắt, vừa mừng và vừa vui. Thế bây giờ thì con thật sự với Cha là hôm đó thì là đã đi truyền rồi, đi truyền thì là Cha con nhà con nằm trên bàn mổ, thì tất cả anh họ hàng em chúng con thì là con nhà con rể lấy tên là nhánh cho Cha Long ở lòng thương xót mẹ. Thôi thì lòng thương xót không có cái gì Chúa không làm được, Chúa sinh ra loài người ta thì phải cứu được, con tin chỉ có Chúa mà thôi, còn bác sĩ vừa chữa và phải tin có Chúa mà thôi, mình con nhà con giáo phải tin vững vàng, phải tin đoán chân Chúa, con không bao giờ rời Chúa, kể cả ngày mai chú bắt con hôm nay và tối hôm nay về con chết. Thế thì cả làng với cả cái thành phố thì con là người buôn bán ở chợ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Thật sự là ngày ngày họ cứ kéo đến nhà con thăm từ 100 đến 200 người như một đám ma, nhưng mà gia đình con rất hoang mang, lại sốt ruột mà lại vừa khóc. Thế thì thật sự là như này, hôm đấy thì trong lương tâm thì bắt đầu là cháu mới bảo là mẹ ơi, thôi dù rằng cháu thì thật sự cháu ngoại con đưa Cha là con được cháu ngoại cháu nội là con được 8 cháu, cháu ngoại của con là 21 tuổi ạ. Mấy con? Con được thưa Cha con được 4 cháu, thì một cháu 30 tuổi bị mất bị chết ạ. Còn con được còn 3 cháu, một cháu giai cuối cùng và còn 2 cháu gái, một cháu gái với cháu Hà Nội và một cháu đầu con rồi. Thế thì như này, thế thì lúc đấy thì con nhà con hoang mang đấy. Thế thì mới bảo mẹ ơi, mẹ con này ví dụ Chúa mai Chúa có cất con đi thì mẹ cố trông tất cả các cháu cho con và bảo vợ con sống đi mẹ. Mẹ cũng mất bố con 15 năm nay rồi, mẹ cũng vẫn thì mẹ phải bảo ban vợ con là cố nuôi các con như thế cho con mới. Thế thì mọi người là nợ tất cả tiền bạc của con nhà con đến bảo là anh ơi, bây giờ anh bắn nắng em không có tiền, em giả anh thì bây giờ anh cứ cho em chính. Thì con rể nhà con mới bảo thôi tất cả anh em đến đây, ai là người nợ ít nợ nhiều, có người mà nợ nhiều nhất là 70 triệu mới 20 triệu, tập trung vào là trên 200. Thì con nhà con mới bảo là thôi các anh ạ, cái sống cái chết do ý để trên, còn trên đời này ai cũng phải làm, phải ăn của xê ra, phải trả xê ra, cái chữ của Chúa thì xa giả người.
những cái gì anh giúp các chú mà các chú không có và mà giải thì tôi thì bây giờ anh cho hết. Thế bây giờ thì con thật sự là đi chữa được ơn của cha mà gọi điện, cha bảo con yên tâm Chúa sẽ gìn giữ, thì gọi điện cho cha Long thì Chúa sẽ gìn giữ đấy con, em yên tâm, con cứ vững vàng là tin nhắn vào điện thoại của cháu. Thế thì bây giờ con báo cáo với cha và tất cả anh em gần xa cộng đoàn đây thì con đã khỏi rồi, thì cả gia đình mọi người là vui, thì phấn khởi cũng không ăn mừng đâu, thì là tất cả con hai vợ chồng con nhà con với cả các cháu cưới lại là 20 năm kỷ niệm và ta ơn Chúa. Thế ông con cho cái máy thưa anh chị em, cái câu chuyện của anh Trần nó kỳ cục quá, kỳ diệu, kỳ lạ quá, mà cả cái thành phố gì Thái Nguyên chỉ đi từ 3.000 cây số vào đây để làm chứng, và cả thành phố ấy người ta đã kéo đến cả mấy trăm người đến giống như là chia buồn chào tạm biệt vĩnh biệt rồi, và tiền bạc thì cũng đã chăn chối hết nợ nần rồi. Vậy mà bây giờ chú lại ra tay chú cứu một cái kỳ lạ như vậy. Bây giờ cháu con nhà con khỏe lắm mà, lại đi làm bình thường, to độ khoảng 70 cân. 70 cân rồi, để cho ai hiểu cho đó. Để cho ai gửi cho đó cái máy 365 bài giảng gửi cho cái thằng 70 cân nha. Rồi cho con khấn giờ khấn cha Long để cho con được mọi sự bình an. Rồi đây là cái đi ly chứng nhân lòng thương xót Chúa, con về ra chợ đó, nghe con để chợ đó, con cứ mở cho người ta đến người ta coi, mở cho người ta đến người ta nghe để làm chứng cho Chúa nha. Chúa cứ để cho con. Nãy bà cứ bò ra, bà bò vô mãi, bà nói vắng thôi nha, bà hồi có dài đấy.